phạm thánh nghiêm trọng, chén thánh bị đánh cắp, tượng Đức Mẹ Fatima bị vỡ vụn, xin cầu nguyện cho họ biết hoán cải. Thành Lộc Vlog đến chào cộng đoàn. Theo trang Việt Vatican News, tác giả Hồng Thủy chia sẻ một tin nghiêm trọng, đau lòng trong mùa chay như sau. Chén thánh bị đánh cắp, tượng Đức Mẹ Fatima bị phá hủy. Chủ nhật ngày 10 tháng 4, những người lính Nga đã cướp phá một chủng viện Công giáo Thánh Tâm ở Vojen, Ukraine. Họ đã phá hủy tượng Đức Mẹ Fatima và lấy đi một chén thánh đã được Thánh giáo hoàng Gioan Paulo II sử dụng trong chuyến công du năm 2001. Ngày 23 tháng 6 năm 2001, Thánh giáo hoàng Gioan Paulo II đã có chuyến công du lịch sử đến Ukraine. Đất nước đã phải hứng chịu chiến tranh từ ngày 24 tháng 2. Thánh giáo hoàng đã thực hiện cuộc viếng thăm này ở tuổi 81 và giữa những lời phê bình từ giáo hội chính thống. Họ cũng đã khuyến cáo các tín hữu không tham gia các buổi gặp gỡ với Đức giáo hoàng. Tuy nhiên, nhiều tín hữu đã đi theo bước chân của ngài. Trong cuộc viếng thăm này, Thánh Gioan Paulo II đã khẳng định rõ, ngài đến để thực hiện sứ vụ hòa bình và hòa giải. Vì thế, ngài đã xin lỗi giáo hội chính thống vì những sai lầm trong quá khứ và gần đây. Theo Đức cha Vitaly Kivisky, giám mục của Kyiv, Hitomi, Chủ nhật ngày 10 tháng 4, những người lính Nga đã lấy đi tất cả những gì có giá trị mà họ thấy trên đường đi. Một trong số đó có chén thánh đã được Đức Gioan Paulo II sử dụng trong chuyến công du năm 2001. Họ cũng phá hủy một bức tượng Đức Mẹ Fatima và các ảnh tượng thánh khác, khiến tượng bị vỡ vụn phần đầu Đức Mẹ. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng viếng thăm Kiev và Vatican cho rằng chuyến thăm này là một khả thi nếu điều này thúc đẩy hòa bình cho Ukraine. Quả là một biến cố hết sức đau lòng của quân vô đạo Đức. Hành động của họ không chỉ đơn thuần là cướp bóc mà còn có hơi hướng là thể hiện thù nghịch đức tin giữa giáo hội chính thống Nga và Công giáo tại Ukraine. Vì sao? Vì họ nhắm tới chén thánh mà vị giáo hoàng không được lòng họ từng sử dụng. Vì họ nhắm tới tượng Fatima trong sứ điệp Đức Mẹ kêu cầu thánh hiến nước Nga. Trái ngược với những hình ảnh ngang ngược khốn nạn đó, hình ảnh những người đàn ông tại Ba Lan cầu nguyện và trên tay với chàng trượt mân côi thì hết sức cảm động và ngưỡng mộ. Theo giáo sư Cần Giờ dòng chùa Cứu Thế, tác giả Vũ Hoàng chia sẻ, đoàn kiệu Đức Mẹ với lời kinh mân côi trong cái giá lạnh của các nam nhân gây xúc động lòng người. Kinh mân côi là khí cụ thiêng liêng chống lại chiến tranh trong suốt lịch sử và nhiều người đang hướng đến lời cầu nguyện mạnh mẽ này như một cách để giúp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã nỗ lực lấp đầy bầu trời với những lời cầu nguyện cho hòa bình. Trong bối cảnh đó, một số hình ảnh rất xúc động đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Ukraine. Nhiều người cầu nguyện kinh mân côi trong sự thoải mái tại nhà của mình, thì những người khác lại ra đường để làm như vậy. Dù thế nào thì đây cũng là một sức mạnh hợp nhất làm nổi bật sức mạnh của lời cầu nguyện trong những thời điểm đầy khó khăn thử thách. Những bức ảnh gần đây về một đoàn rước mân côi toàn những nam nhân ở Krasov, thủ đô của Ba Lan trong cái rét lạnh giá là một ví dụ điển hình về điều này. Cái rét lạnh cóng cũng không ngăn được những người có đức tin hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, hết trích. Thật là một biến cố đau lòng. Nguyện xin Chúa hoán cải và tha thứ cho những kẻ cả gan xúc phạm đến người. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.